Đây là đội hình của An Biên được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thanh Phú, huấn luyện viên Phú Ngựa. Đứng trong khung thành là thủ môn Mao số 1 Phạm Văn Tiến, Tiến Quảng Nôm. Các cầu thủ số 4 Đỗ Hoài An, An Bè, số 7 Nguyễn Hồng Công, Công Cuba, số 8 Đoàn Văn Định, Định Sói, số 12 đội trưởng Nguyễn Minh Luân, số 16 Nguyễn Hồng Long, Long Củi và số 88 là Eone Epasi. Còn đây là đội hình của Đà Tín SPT được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phan Trần Tuấn Anh, huấn luyện viên Tuấn Anh Gấu. Đứng trong khung thành là thủ môn Mao số 23 Nguyễn Đăng Thao, các cầu thủ số 7 Đặng Phước Hạnh, Hạnh Ba Lô, số 8 Dương Văn Tuấn, Tuấn Vinh, số 9 Phạm Trương Hoàng Nam, Nam Nhóc, số 10 Dương Văn An, An Teves, số 21 Ngô Quang Huy và số 25 Hồ Khánh Huy, Huy Maret. Vòng đấu trước thì An Biên đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng khi đánh bại Sang Trọng Thanh Hùng Busan với tỷ số 13-6, một kết quả kỷ lục của SPL. Và đó là trận đấu mà Minh Nhật, Nhật Bổn của An Biên đã ghi tới 8 bàn. Minh Luân rất hay, đối mặt không được. Tiến Quảng Nôm cũng đã lao ra rất nhanh và làm hẹp đáng kể góc sút của Định Sói. Và số 8 bên phía An Biên đã không thể đánh bại được thủ môn xuất sắc nhất tháng 7 của SPL. Lại là Định Sói sút ra. Lần này cú đá đã bị Tiến Quảng Nôm bắt dính. Chúng ta vừa xem lại cú sút xa cũng không phải là quá khó chịu của Định Sói. Cú dứt điểm là của Huy Maret. Ngăn cản được Long Củi. Dứt điểm. Đã khá hay. Tất cả những pha kết thúc của An Biên kể từ đầu trận đấu đến giờ đều đến từ Định Sói. Và bây giờ là lúc mà những quân bài dự bị của họ sẽ có thể lên tiếng. Nguy hiểm, không vào. Ngay sau khi LD Epasi rời sân thì An Teves đã có thể tung ra cú dứt điểm đầu tiên của anh ở trong trận đấu này. Long Củi. Không vào, rất đáng tiếc. Hạnh Ozin đã không thể vượt qua được thủ môn Đăng Thảo. Thêm một pha lao ra có thể nói là dũng cảm của Đăng Thảo. Củi đã rất cố gắng để tạo ra một cơ hội dọn cô. Nguyễn không vào. Cú đá lên trời của Vinh Hèo. Tính tới trước vòng đấu thứ 10 này thì An Biên đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi. Nguyễn không vào. Đó là một cú đá ra bên ngoài khung thành của An Teves. Rõ ràng là An Teves đã có nhiều đất diễn hơn rất nhiều sau khi Eone Epasi rời sân sớm. Chuyền của Tuấn Vinh, Ngô Quang Huy, chân trái. An Biên vào lúc này vẫn đang cất cầu thủ dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới là Nhật Bổn trên băng ghế dự bị. Đánh đầu, không vào. Đó là cú đánh đầu của Hạnh Ozin và một lần nữa thì Đăng Thao lại cứu thua cho Đà Tín SPT. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đánh đầu của Hạnh Ozin. Cú đánh đầu khá hiểm hóc. Nhưng mọi thứ vẫn còn được kiểm soát bởi thủ môn Đăng Thao. Thiếu chút nữa thì Hạnh Ozin đã có thể làm tung lưới đội bóng cũ. Vinh Heo. Rất hay đối mặt. Không vào. Tiếp tục là một pha ra vào quá tốt nữa của thủ môn Đăng Thảo. Vinh Heo định sửa bóng qua khe giữa hai chân của thủ môn Quang Thảo. Không được. Quang Phở phản công cho An Biên. Vũ Messi quá hợp lý. Những thủ môn mặc áo bíp của Đà Tín vẫn đang thể hiện khả năng ra vào rất tốt của mình.
đánh đầu. Rất cố gắng. Nhưng đó là một tình huống không thể mang tới những nguy hiểm cho khung thành của thủ môn toàn diện. Dũng dê cổ. Chuyển là quá sâu cho Cao Tấn Hoài. Nguy hiểm. Bóng đã không đi vào khung thành. Đường chuyền của Nam Nhóc. Nguy hiểm. Bóng được phá ra bởi thủ môn Tiến Quảng Nùng. Có vẻ như nền tảng thể lực của số 33 là không đảm bảo. Và đó là tiếng còi mãn cuộc trong sự hài lòng của các cầu thủ An Biên. Họ đã ăn mừng khi có được một điểm ở trận đấu này. Rất hài lòng. Một trận đấu mà An Biên cũng đã tạo ra không ít những cơ hội về khung thành của Đa Tín. Nhưng khả năng ra vào hợp lý của Đăng Thao và sau đó là toàn diện đã giúp cho Đa Tín bảo toàn được mảnh lưới. Trong khi đó, thủ môn xuất sắc nhất tháng 7 Tiến Quảng Nôm cũng đã có không ít những tình huống phải trổ tài để bảo vệ mảnh lưới của An Biên. Buổi tuần cặp đấu giữa An Biên và Đà Tín cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.